Ê luôn mọi người ạ. Bữa nay thì hôm nay không ra video. Hôm nay ra video trễ mấy chút phút đấy. Nên là ra ngoài đây nè. Các bạn có biết đây là đâu? À, lộ rồi. Không được rồi. Đấy, mọi người nghe tiếng. Đây là ở, vẫn là ở sân nhà mình nhưng mà mọi người biết gì không? Có lẽ mình sẽ gửi ra video mấy chục phút. Đấy. Người thấy mình bịp không? Hôm nay mình phát hiện là thanh niên King of Fat đăng video rồi. Ghê vậy.